Theo ý kiến của các luật sư, chị Hoàng Thị Kim Dung, mẹ hai cháu bé khó có thể làm giấy khai sinh cho hai cháu như thông thường, bởi theo nguyên tắc, 4 năm sau khi chồng chết thì quan hệ hôn nhân với người chồng quá cố đã chấm dứt, do đó, để khai sinh cho hai cháu bé là con chung của vợ chồng chị Dung có thể phải cần đến sự công nhận của tòa án. Còn nếu người mẹ đi đăng ký khai sinh cho con mà không ghi tên người cha thì Ủy ban nhân dân phường xã sẽ tiến hành khai sinh theo thủ tục thông thường như con ngoài giá thú. Trước đó, chị Hoàng Thị Kim Dung, ngụ tại Hoàng Mai, Hà Nội đã sinh hạ hai cháu bé song sinh bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo bằng tinh trùng của người chồng đã chết cách đây 4 năm trong một vụ tai nạn giao thông. Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 và các văn bản hướng dẫn thi hành cũng không có điều khoản nào cấm thực hiện hành vi này.